Agribank, đồng hành cùng nông sản Việt. Vâng. Quả dưa nhỏ thế này thì mình hái mình bán cho ai được ạ? Cái giống dưa bao tử này thì họ thu mua về công ty để làm xuất khẩu. Với những quả dưa thế này thì chúng ta trồng và chăm sóc có khó không ạ? Các cô dùng nguồn nước là tức là của thủy lợi. Thế mà đến lúc mà thủy lợi mà nước kém mà không có đấy thì ban đội tức là người ta lại bơm cho để cho cô lấy nước vào cây dưa để giữ ẩm cho cây dưa để cây dưa chóng phát triển. Dưa ở đây thì mình có dùng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh như là phun thuốc trừ sâu không cô? Để chăm sóc cây dưa không sâu bệnh mà nó không ra những cái lấm bệnh mà nó không bị lá nó đã ôn. Công ty như thế là phổ biến cách kỹ thuật cho bà con nhân dân theo quy trình kỹ thuật của công ty. Dạ vâng ạ. Các cô cứ thế các cô làm. Theo kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của những người nông dân, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Ngày hôm nay chuyến xe nông nghiệp sạch xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng về thành phố Hải Phòng để tìm hiểu sản phẩm dưa chuột bao tử. Dưa chuột bao tử đóng hộp, sản phẩm nông nghiệp thành phố Hải Phòng, phân bổ chủ yếu ở thành phố Hải Phòng. Làm sao để mình biết được quả dưa này là những quả dưa tươi ạ? Đây, quả dưa tươi đầu tiên nhận biết luôn là màu xanh. Nó còn giữ nguyên màu xanh tươi và cái gai bên ngoài còn rất là nhiều gai. Dân người ta vừa hái về thì là còn độ tươi nguyên thì mình phải cho sản xuất ngay để thứ nhất là nó không bị hao dưa, thứ hai là giữ được độ giòn của dưa, ăn nó rất là ngon. Rồi là mình sẽ đổ vào đây để rửa. Đổ vào đây rửa trà là qua hai lần nước cho nó sạch hết những cát những gác đi. Nguồn nước ở đây mình sử dụng có pha cái gì không chị? Không pha cái gì cả. Bản thân quả dưa nó khi mình thu mua về nó chỉ có rác và cát nó bám vào, không có một cái bảo quản gì cả. Nên là mình sục như này, rửa nước như này qua hai lần để cho cát vào trong gai quả dưa này, những khe quả dưa này. Nó có tự bung ra, nó trôi ra hết, cái sục khí là tác dụng như thế. Nguồn nước ở đây của mình lấy ở đâu ạ? Nguồn nước ở của mình đây là tất cả nước sản xuất đây là đều lấy từ nhà máy cung cấp nước sạch của Hải Phòng. Sau khi mình qua cái công đoạn này là công đoạn rửa, gọi là rửa sơ chế, thì mình cho sang cái máy trà bên kia để cho nó trà bớt những cái phần gai đi. Đấy, những phần gai kia, những quả cái hạt cát nó còn sót nữa thì nó ra sạch ở cái máy trà kia. Mình đã rửa này rồi thì chắc quả dưa chuột là sạch hoàn toàn rồi chị nhỉ? Ồ, sạch hoàn toàn rồi. Ăn được luôn không ạ? Ăn được luôn chứ em. Để em thử nhá. Dưa sạch gần như là 100%, không có cái gì nhỉ? Thôi, quả dưa non rất là giòn. Sau khi mình rửa xong rồi thì làm gì tiếp ạ? Mình rửa xong thì cho công nhân bớt ra sọt này để cho nó ráo nước quả dưa đi. Xong là kéo ra ngoài xưởng kia đến công đoạn chế biến, công nhân cho vào lọ. Thì trong quá trình làm còn sót những cái lá dưa nào đấy thì mà trong máy nó không lọc được hết thì mình bỏ ra. Những cái lọ này của chúng ta thì đã được vệ sinh sạch sẽ chưa? Vệ sinh sạch sẽ rồi nha. Chúng ta đổ những cái nước gì vào đây đi ạ? Khi mà qua chạy qua băng tải thì nước dịch ở đây là rót vào, nước dịch ở đây pha chế với đường, muối, giấm, axit, acetic đấy để cho theo đúng tỷ lệ khách hàng người ta yêu cầu. Mình bỏ những cái giò vào đây để làm gì ạ? Mình bỏ cái giò ở đây để mình thanh trùng làm cho chín quả dưa và cái độ mút chân không ở cái lắp cho nó đều, chín đều và mình ngâm trong vòng luộc trong vòng là 15 phút ở nhiệt độ từ 95 đến 100 độ C. Cái khâu này có quyết định đến chất lượng của lọ dưa bao tử không ạ? Khâu này là khâu quyết định gần như là sống còn của tất cả các công đoạn từ đầu đến giờ. Từ những quả dưa chuột bao tử được thu mua từ vùng nguyên liệu an toàn, trải qua quá trình chế biến đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm mang đậm hương vị của Việt Nam khi đưa ra thị trường thế giới. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Dưa chuột bao tử đóng hộp, sản phẩm nông nghiệp thành phố Hải Phòng, sản lượng 700 tấn trên năm, thị trường tiêu thụ, thị trường xuất khẩu Nga, Afghanistan, Ấn Độ, thị trường nội địa, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.